đường. Sơ hầu thánh đường, sân khấu thánh Việt Nam từ ngàn xưa luôn luôn tươi sáng. Dầu nhiều phen sóng gió đưa đẩy đôi lúc thăng trầm, đã trăm năm xuôi dòng thời gian vẫn không quên giai điệu ru hồn lòng luôn mơ sân khấu thanh đường. Lòng say mê cho dù miền Nam hay nơi phía Bắc, dù nơi vùng sâu, người nghệ sĩ trọn đời yêu thương kiếp ca cầm, bao ước mơ chắp cánh thiên thần bên thánh đường sân khấu. Sân khấu Việt Nam những giờ tuồng kinh điển truyền đời, sĩ cải lương là những tinh hoa đẹp xinh. Dù bao tháng năm dưới thanh đường sân khấu miệt mài, dù bao khó khăn dám kêu hãnh mong vừa qua. Dân dân Nga quyết không trao lâm bào, giặc cúi đầu trước khi vách nữ lưu. Hai bà Trưng diệt quân Nam Hán, hưng đạo dương giới chiến công diệt thu. Trăm năm qua cái nước không phai nhòa, ngọn lửa nồng sưởi ấm cái tim. Xin tri ân khán giả bốn phương đẹp rạng ngời sân khấu. Sống.
hợp ca vừa rồi với phần trình diễn của đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ như một lời chào mừng toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình Thánh Đường Sân Khấu. Và đây cũng chính là chủ đề của live show của người chủ nhân đêm đại tiệc nghệ thuật ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kim Tử Long xin được cảm ơn tất cả những tình cảm quý báu của tất cả quý vị và các anh chị cùng tất cả các fan của Kim Tử Long đã có mặt đông đủ trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một cái niềm vui không chỉ riêng Kim Tử Long mà tất cả anh em nghệ sĩ diễn hết mình, cháy hết mình với thiên đường sân khấu. Xin cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục đặc sắc vừa rồi. Thưa quý vị, nói về nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long thì quý bình xin mạn phép được nhắc về một người nghệ sĩ quá cố, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Bởi cách đây hơn 30 năm, khi mà bà đặt nghệ danh cho một người nghệ sĩ trẻ mà bà trực tiếp giảng dạy, dành nhiều sự yêu mến và kỳ vọng, và bà đã nhắn nhủ với anh rằng hãy là một con rồng vàng của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Và cũng kể từ đó, một giọng hát mới, một khuôn mặt mới được trình làng và nương theo con sóng cải lương. Và ngày hôm nay, anh đã trở thành một tên tuổi trứ danh trong làng nghệ thuật cải lương, cho khán giả mộ điệu được nức lòng với làng hơi và cách ca của anh. Và anh thật sự xứng đáng với nghệ danh, với kỳ vọng mà má Bảy Phùng Há đã dành cho anh. Có thể nói, không dễ gì có một người nghệ sĩ được mang theo mình một dấu ấn đặc để bằng cái nghệ danh từ một nghệ sĩ tiền bối như là bà Bảy Phùng Há. Còn đối với những người khán giả chúng ta, có lẽ đối với mỗi quý vị ở đây, ấn tượng đầu tiên với Kim Tử Long mỗi người mỗi khác. Anh đã trở thành một ký ức mà tất cả chúng ta đều yêu dấu trong lòng. Đối với tôi, đó chính là cái thời kỳ mà chắc là có nhiều quý vị ở đây còn nhớ, thời kỳ băng video cải lương. Vào thời kỳ đó thì bất cứ ai cũng có thể sở hữu một cái cuốn băng được mướn ở đầu hẻm nguyên xóm tụ vô coi chung. Và đó chính là thời kỳ mà con rồng vàng xuất hiện ở bất kỳ đâu, trong phòng khách, trong những căn nhà riêng, từ villa, biệt thự cho đến hẻm nghèo lao động. Có đi thân, đi gần, đi sát với đời sống người ta như vậy, thì cái tên Kim Tử Long mới từ làn sóng đó mà trở nên một tài danh ngày hôm nay. Và khi Thúy Miêu vừa nhắc đến một cái thời kỳ hoàng kim của những cuốn băng video, thì thực sự quý Bình lại nghĩ đến một cái vấn đề, đó là có phải chăng với cái sự thịnh hành như vậy của những cuốn băng video mà lúc đó khán giả đã bắt đầu có cái suy nghĩ là họ chỉ cần ở nhà là có thể xem được những tuồng tích cải lương, chỉ cần ngồi trong phòng là có thể xem được những phần trình diễn của những tài danh mà mình mến mộ, và cũng chính từ đó mà họ sẵn sàng ngồi ở nhà để thuê những cái đầu băng video, rồi cùng với cả gia đình hay là cùng với cả xóm để xem những cái tuồng tích với một cái giá thuê những cái cuốn băng video như vậy rất rẻ. Và các nghệ sĩ thì nhận thức được cái nhu cầu đó và họ đã đua nhau để mà phát hành những cái sản phẩm nghệ thuật sinh động như vậy, và họ quên mất một cái điều mà nó trở thành một cái thực tế và để lại cái hậu họa cho đến tận ngày hôm nay, là chính quý vị khán giả đã dần dần không còn mặn mà với cái việc đến với những thánh đường sân khấu trực tiếp như thế này để thưởng thức những tuồng tích cải lương. Cũng chính vào thời kỳ mà người ta gọi là đệ nhị hoàng kim của lịch sử cải lương đó, không ai nhận ra khán giả không còn đến với thánh đường sân khấu nữa. Nhưng tôi đặt ngược lại câu hỏi với quý Bình, nếu không có video thì chẳng lẽ cải lương sẽ cứ vinh hiển cho đến ngày nay? Chẳng lẽ nếu không có công nghệ thì cải lương sẽ vẫn trụ lại tại những thánh đường nhà hát? Bất cứ điều gì cũng phải đi qua trầm luân. Và nếu không có những cuộc băng video đó thì cải lương đã không như một dòng chảy có thể mang tiếng hát Kim Tử Long thậm chí là đến tận những vùng quê Bắc Bộ. Có lẽ cũng chính bởi vì điều đó mà cách đây có mấy ngày thôi, thánh đường sân khấu đã đến với khán giả Hà Thành. Và cũng chỉ vì điều đó mà những liền anh liền chị của quan họ Bắc Ninh mới hòa giọng giao duyên được với làng hơi vọng cổ Nam Bộ. Không tin, quý vị coi thì biết. Vâng, quý vị, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Tân Cổ Giao Duyên, quan họ Tát Nước. Nói đâu? Anh hẹn em ra đây ngắm trăng à? Em ơi,
Dạ. Hôm nay nhìn em yêu thế. Ôi giời. Cho anh thơm tí nào. Ôi giời ơi, thôi. Em trả. Trả ai thấy đâu. Anh ơi, hôm nay trời oi thế. Ừ nhỉ, trời ra sao nóng thế nhỉ. Anh cởi nha. Anh cởi áo ngoài thôi. Ôi giời ơi, làm em hết cả hồn à. Em tưởng. Tưởng gì? Này, này. Ừ, khó thế này. Nghe nói này, thì sao mấy hôm nay hẹn hò nhau hoài mà mãi tới hôm qua em mới tới thôi. Nè, đừng có mà điêu nhá. Điêu gì? Em ướt hết tiền đâu à. Ôi, sao lại không tin? Mà thằng hiền thế cơ. Này, nhìn thấy bên kia họ cởi, thấy vui quá nhỉ. Anh cởi luôn nha. Tổm nhở? Mặc gì tổm? Tổm gì? Anh cởi luôn này. Ôi trời ơi, vui thế. Ôi, vào đây, vào đây. Trời ơi. Có được, được em. Ôi, ai quá. Sao gì vậy? Vui gì? Em ơi, mấy ngày rồi không gặp. Tay đầu, tay đâu? Ôi trời ơi, tay đây, tay đây. Anh nắm nha. Nắm đi. Ôi trời ơi. Ôi giời, anh làm cái gì mà nâu thế? Anh sợ. Anh sợ? Anh sợ cái gì? Anh sợ cắt cổ tay ấy. Ôi giời, thế mà em cứ ngỡ các cụ sợ mình làm vỡ hũ móng đấy. Dạ. Chàng hôm nay tỏ thế. Là... tỏ cái gì mà tỏ? Em ơi. Dạ. Trời hôm nay đẹp thế. Đẹp cái gì mà đẹp? Người đẹp đứng đây không gì. Nhìn đâu đâu không đấy. Hết cả. Vậy anh nhìn nhé. Vâng, nhìn đi. Anh ơi. Ừ. Thơm em tí nè. Anh thơm nha. Vâng. Anh ơi. Anh thơm chưa nào? Anh thơm rồi. Thế mà em vẫn nghĩ là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh à, thơm là phải như vậy này. Em ơi. U ở nhà khỏe không? Vâng, U khỏe. Thế thầy ở nhà khỏe không? Thằng đang điều tra nhân khẩu. Dạ, đấy. Khỏe. Thế các em ở nhà khỏe không? Thế em gì thế? Anh à, gì? Áo ăn sức chỉ. Ui, kệ bố nó đi. Không, cởi ra. Cởi ra làm gì? Cởi áo ra để em khâu giúp cho. Thế à, thế thì cởi ngay, cởi ngay. Cởi bên kia cởi luôn rồi. Cởi giúp chứ. Cho anh thơm tí nha. Gửi để anh cũng thơm tí nha. Chúng nó cười cho. Kể bố nó. Kể gì mà mặt hay này. Anh cởi giả ra đấy nha. Ôi, thế này là chết rồi. Nàng nước ơi, nhìn xuống mà xem không nào.
Tôi hỏi ông là dài ngái chúng nó cứ tụ tập như thế này thì còn gì là gia phong lễ giáo, còn gì là phong tục của nàng mình. Úi dồi ôi, dạy chúng bao nhiêu, bây giờ là vào bụng chó nó sơi mẹ hết rồi. Này này này, chó nào mà nó sơi là thuần phong mỹ tục. Sơi gì? Chó là nó chỉ có sơi này. Già rồi nhá, không có nói bậy nhá. Bọn trẻ mà nó nhìn vào nó bắt chước nó nói theo là cho thối cả mặt đấy. Nói bậy bao giờ? Còn gì nữa? Úi giời ơi, nhìn mặt ông là muốn vã cho một phát. Chả hiểu sao thấy mặt ông này tôi không ưa nổi. Về. Sao thế? Đứng lại. Đứng lại đây để làm gì? Tôi về. Đứng lại. Cái gì thế? Em ơi, tháng 7 mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngô ngũ nan sau một năm dài xa cách. Này tôi nói thật với ông nha, dù có suốt cả một năm không nhìn thấy mặt ông, bây giờ nhìn thấy ông tôi vẫn muốn vã cho ông một phát vào mặt. Này nhá, cái mặt Sở Khanh của ông nhá, ông đừng có nói nhiều với tôi nhá. Bây giờ ông về cái nàng này tôi mới là chùm nhá. Sao thế? Khi xưa yêu nhau lắm mà. Yêu cái gì? Ấy đấy, cũng chính vì yêu nhau khi xưa đấy, cho nên bây giờ cái ao nàng này là tôi phải giữ đấy. Đó, chính vì ngày xưa chả biết thôi, con gái các bác là chả biết ăn nhầm cái giống gì, vắt rồ lên để đi yêu ngay cái thằng này. Úi giời ơi, nó lùn như thế này, tại dưới nó còn chảnh chó. Nó cười vào mặt mình xong là nó quất ngửa chuối suy phong đi mất được. Bây giờ về để đi làm gì? Này, cái nàng này, cái ao này phải giữ cho nó tinh khiết, không được giai gái ra đây mà hẹn hò nhá. Này tôi bảo cho ông biết nhá, như tôi đây tuy thế này nhá, nhưng tôi vẫn trinh tiết đấy. Ôi giời, sao giữ cái trinh nâu thế? Để... nâu đi làm gì? Để nó móc mèo hết rồi còn gì. Vả cho một phát, bây giờ nó nói nhiều. Úi giời ơi, ra đây dở hơi. Úi giời ơi, này ông nhìn đây này. Này, đọc đi. Nàng cấm tập. Ôi, nàng cấm tập là cái gì? Ôi dồi, tên nó bắt đầu một nửa rồi. Ôi, đứa nào trộm mất của bà rồi? Đứa nào? Nàng chơi xóm dưới, đứa nào mà trộm mất cái nồi quy của bà? Này, đứa này đây này. Thế ông trộm của tôi đi làm gì? Chẳng bao giờ. Sao không có? Bà đánh rơi, tôi nhặt được. Đánh rơi, nhặt được? Nhặt được của rơi trả cho người đánh mất. Treo vào đấy. Nó cứ ra đây hẹn hò như thế là không được bác ạ. Đấy này, nhìn nhá, bây giờ là nồi quy như thế này là phải đọc nhá. Đấy này, đấy rồi, sao mà nó cứ rơi xuống thế này? Vào đây đi, mang vào đây để đây nhá, cho bọn này cho chúng nó thấy, chúng nó nhìn thấy chúng nó sẽ không vi phạm nồi quy nhá. Bây giờ đọc lên cho nào, đọc lên nào. Nào, ao nàng dài gái cấm tụ tập nha. Làm tin trong nhà. Ôi hỡi chàng ai chưa tìm rằng, ôi hỡi chàng ai. Áo anh xuân chỉ chưa nhường vào. Chưa tìm rằng vợ anh chưa có, chứ mẹ già chưa có. Chưa tìm rằng tình vẫn chưa.
chỉ đã lâu, mới mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò sườn tông. Giúp em đôi chiếu chứ em nằm, đôi trăng em đam mê chứ đôi chồng. Chứ đôi chồng, đôi chồng là chồng em đeo.
về thôi. Ôi giời, về nhá. Về mai lại gặp. Về nhá. Về nhá. Về nhá. Về gặp nhau nhá. Về bộ ấy nhá. Về. Về thôi. Về. Đi về. Nhìn mắt là hết vui rồi. Hết vui thì về ở đây làm gì? Này, chứ nó về hết rồi. Về hết rồi. Ê, áo có rách không? Áo anh. Ôi, ôi dồi, hòa thế. Nhậu cho lắm vào. Đang ốm. Ốm à? Tội nha. Thôi cùng ráng. Áo anh sức chỉ chứ đường tà. Có thấy đâu. Đấy nào. Mẹ anh đã khuất đi. Tội nhé. Con vợ giả ấn nó chữa thầu. Thế thì làm sao? Áo anh sức chỉ đã nậu. Em muốn giày. Mai nhờ cô ấy về khâu cho cùng. Chả thấy đường đâu đi mà khâu. Chả thấy đường đâu đi mà khâu. Oh! Hai cụ hẹn hò với nhau nha. Ôi ơi là ơi là ơi. Ôi cha ơi cha ơi. Ơi là vâng, em cảm ơn các bác ạ. À vâng, đưa các bác lại nhà. Ôi dồi ôi, liền anh liền chị đông quá. Vâng, em chào các bác ạ. À. Giữa các bác ạ. À. Vâng. Vâng, em cảm ơn bác ạ. À. Vâng, em cảm ơn bác ạ. À. Bác Long ạ. À. Bác Lê Tứ ạ. À. Vâng. Bác về nhá. Vâng, bác về. Bác chào em nhá. Dạ, cảm ơn bác. Ao nàng đây. Vâng. Dài gái tấm tụ tập. Nhớ nhá. Ê, em không có tụ tập ao nàng vì là mấy anh học đài sắp là chuyển giao làng đi rồi. Vâng em ơi, đấy để mang vào, mang vào. Vâng, em cảm ơn nào. Vâng, gớm, không dám. Vâng, mang vào thôi. Dạ, cảm ơn các bác. Đây, chúng nó... Thưa quý vị, phải nói một tiết mục thân cổ giao duyên rất là dễ thương với em ạ. Một tràng vỗ tay dành cho các nghệ sĩ nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái này mà duyên như thế này người ta bảo là thân cổ có duyên. Thân cổ có duyên. Cái duyên dáng là thưa quý vị, ai mà có thể tưởng tượng được cái tà áo bà ba Nam Bộ có thể mắc lại trên cái cành sen của đình làng Bắc Bộ. Mà như người ta nói đó, cái chiếc bà ba Nam Bộ hay là văn nghệ Nam Bộ cũng vậy. Em được thì cho anh xin. Và dẫu có cái nền văn nghệ đó có sức chỉ đường tà thì cũng xin gìn giữ để lưu hương sau này. À, nhưng mà sau khi xem cái tiết mục vừa rồi với những gì mà Miêu vừa tả thì quý Bình thấy là tiết mục vừa rồi không những là tân cổ giao duyên mà mình còn có thể nói rộng hơn đó là Nam Bắc giao duyên. Đúng không Miêu? Hợp lý. À, và khi nói đến những bản tân cổ giao duyên á, thì người ta thường ví von nó như là một món ăn mà từ lâu nó đã trở thành đặc sản của những người dân Nam Bộ. Một cái món ăn mà nó hòa quyện trong đó rất là nhiều những cái vật phẩm nè, cũng như là nhiều cái gia vị để nó tạo nên một cái mùi hương quyến rũ. Và chính những cái món ăn này nó giúp cho người ta có thể ngồi lại bên nhau tâm tình và chia sẻ với nhau. Đó chính là gì bà biết không? Đó chính là lẩu. Đó chính là món lẩu thưa quý vị. Và người ta vẫn hay vong những cái bản tân cổ giao duyên nó như là những cái nồi lẩu thập cẩm vậy đó. Bởi vì những cái nồi lẩu nứt lòng thơm lừng mới có thể khiến cho người ta dễ dàng quanh quần bên nhau để mà ngồi lại với nhau, để mà nhâm nhi, để mà chia sẻ, để mà thưởng thức từng cái hương vị ngon trong đó. Cũng giống như là cái tiết mục tân cổ giao duyên mà chúng ta vừa xem khi nãy. Cái món lẩu của người Nam Bộ đó là đặt để vào đó những miếng tinh hoa nhất. Để mà một cái bàn nhậu, một cái bàn tiệc, bất cứ người lạ nào lỡ bộ cũng có thể ghé vào và tìm thấy trong đó một món hợp với khẩu vị của mình. Và quanh cái bàn nhậu, ta tạm gọi là bàn nhậu văn nghệ của người miền Nam đó, không chỉ người Bắc và người Nam có thể ngồi lại được với nhau, mà người già và người trẻ. Như vào thập niên 50 của thế kỷ trước,
Khi mà soạn giả Viễn Châu viết ra những bản tân cổ giao duyên đầu tiên, ông đã bắt người trẻ phải ngồi lại nghe vọng cổ bởi cái trào lưu mê nghe tân nhạc cải cách, tức bây giờ ta gọi là bolero đó. Ông đã hòa quyện được một ảnh hưởng từ châu Mỹ Latin trong tiết điệu percussion, vẫn có thể hòa quyện với vọng cổ. Kể từ đó, mối duyên giữa tân và cổ, giữa bolero và vọng cổ đã làm nên một cuộc tình bất hủ của kho tàng tân cổ giao duyên. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bài tân cổ giao duyên với hai bản bolero vô cùng nổi tiếng, Lại Nhớ Người Yêu và Dù Anh Nghèo. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khuya rồi, coi đi ngủ đi con. Dạ, con đã mấy cái khuy áo này rồi, con ngủ má ơi. Alo, anh Long, chưa ngủ hả? Anh ngủ không được, còn em sao giờ này em chưa ngủ? Mai em phải giao hàng sớm cho người ta. Thôi, em cúp máy nha. Ê, đừng cúp, anh muốn nói chuyện với em chút xíu mà. Nói qua sao em làm được? Thôi, em cúp à. Alo, nói gì cũng cúp à, kỳ dễ sợ. Alo. Hằng ơi, anh nhớ em quá à. Xạo, mới gặp hồi sáng nhớ gì? Sáng tới giờ lâu lắm rồi chứ bộ. Xạo không à, thôi cúp đi, để em làm. Ê, đừng cúp. Hằng à. Dạ. Giờ nay không ngủ rồi, Phi rồi nói chuyện với ai hoài vậy cà? Dạ con. Sao vậy hả? Con là con chó. Trời, em nói anh là con chó hả? Không có, anh không nghe má la em sao? Thôi cúp máy đi để em làm. Ê, anh không cúp đâu, anh muốn nói chuyện không với em. Không cúp thì em cúp. Ê, alo. Kỳ dễ sợ, lì luôn, gọi tiếp tục. Sao cứ gọi em hoài vậy? Ủa? Sao không trả lời em? Ủa? Sao tự nhiên rồi cái cho người ta nghe nhạc hả? Anh nói đi. Anh ơi,
chọi nữa coi chứ nói hoài ai mà ngu được. Thôi thôi, má la em cúp nghe. Ê, đừng cúp. Đừng có cúp. Nó nhỏ nhỏ, dặn volume nhỏ xíu à. Nó nói với anh tiếp nha, nó nhỏ nhỏ thôi. Anh ơi, từ cái buổi đầu tiên mình đã trao nhau bao tiếng yêu thương, bao lời hò hẹn thì anh có biết không? Em cũng từng đêm giật mình trăn trở, mong muốn sao cho ngoài kia màu sáng để thấy dáng anh thẫn thờ ngoài đầu ngõ, chỉ lén lén nhìn nhau mà lòng thì rung động chờ đợi người yêu hò hẹn buổi ban chiều. Trời ơi, bữa nay người yêu tôi nói chuyện hay quá vậy ta. Hai đứa yêu nhau nào đâu ước mơ nhiều. Anh chỉ mong tóc mái nhà êm ấm, nhìn thấy người yêu mỗi ngày tôi khỏi nhớ lo thương. Chứ gần nhau mà như xa dặm trường, anh muốn gom mây góp gió gửi cho em ngàn lời tâm sự. Không có cần gom mây ngàn hay góp gió muôn phương, chỉ mong anh thật lòng với tình yêu đôi lứa. Anh thật lòng với em mà thằng à. Chết, anh đâu nói xạo mà trời đánh. Điện thoại của em hết pin, nó tuốt 3 lần rồi đó. Trời ơi, làm hết hồn với à. Thì nó hết pin thì cắm sạc vô. Không có được, dây sạc ở trong đầu giường á. Em mà vô đó là má kêu ngủ luôn á. Ờ ha. Thôi, hai đứa mình nói chút xíu nữa rồi. Chừng nào hết pin thì cúp ha. Vậy nói chừng nào máy tắt là em tắt luôn á. Biết rồi. Thằng. Dạ. Thằng ơi. Ơi. Anh nhớ em quá à. Thằng ơi. Rồi. Tuấn. Rồi. Hết pin rồi. Đang cái chỗ gây cấn cái hết pin này. Kỳ cục dễ sợ. Ôi, anh làm cái gì vậy? Anh ở đâu vậy? Trời anh ơi, à. Anh làm gì mà anh ló đầu đó? Rồi má thấy thì sao? Anh ngủ không được, anh nhớ em quá à. Qua nói chuyện với anh chút xíu đi. Không được. Hả? Anh biết giờ này mấy giờ không? Mới 10 giờ gãy chứ nhiêu. Em mà qua bển má la sao? Má giờ này ngủ như chết rồi. Giờ có cột gầm má cũng không dậy nữa. Em qua anh leo. Hả? Qua không? Để coi cơ má có ngủ mê chưa. Qua ra. Ah.
ơi, khuya rồi, kêu qua làm gì? Hằng ơi, anh nhớ em quá à. Có nhiêu đó hả? Câu này em biết rồi. Khoan, để anh đổi câu khác. Hằng ơi. Dạ. Anh nhớ. Khác câu khác. Nhà hai đứa mình sát vách phải không? Vậy mà cứ chia cách hoài à. Anh nhớ em muốn chết luôn. Một ngày mà không gặp được em á là dài như là 3-4 thế kỷ vậy đó. Hằng. Dạ. Em còn nhớ hai đứa mình yêu nhau được bao lâu rồi không? Sao không nhớ? 1 năm 6 tháng 2 ngày. Trời đất ơi, công nhận em nhớ kỹ dễ sợ. Anh nhớ lúc mà hai đứa mình mới yêu nhau đó, anh giả bộ anh nói với em bị bệnh á, anh nói với em là anh bị tiêu chảy. Vậy từ nào giờ anh giả bộ? Ê, đâu có. Bữa đó bệnh thiệt á, bữa đó ăn bị chọc bụng thôi. Em mới nấu cháo cho anh ăn đó. Tại hồi đó đó, lúc đó người ta thấy anh tội nghiệp đó, cho nên là người ta lo nấu cháo cho anh ăn đó. Rồi ăn xong mới đi luôn, không nói tiếng nào hết trơn. Tại sao ạ? Tại vì anh còn ngại. Anh ngại gì? Anh ngại tại lúc đó anh nghèo, anh sợ anh có tiền. Nếu mà anh với em yêu nhau rồi mai mốt đám cưới rồi sao, anh có tiền đâu đám cưới với em. Em nói rồi mà anh cứ lo hoài. Em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắn đến thế. Bàn tay bé nhỏ mà trái tim anh như bay bóng tầng phương nào. Tình ái lâng lâng như sông nước dạt dào. Rồi cũng từ đó đôi mình hò hẹn xây đắp mộng. Cháu rau cùng ăn. Anh nói một mối tình nghèo quá ngàn sóng gió là đầy
không còn chia xa cho tình đôi ta được đoạn qua ngày không xa, nắm tay nhau giữ cho nhau câu yêu thương trọn vẹn lúc ban đầu. Em nói thiệt ha, em đó sợ ngày mai mưa gió dài dầu. Anh chỉ mơ ước một mái nhà nhỏ nhỏ bên vợ hiền và những nha. Em hẹn là tơ hồng hai đứa mình kết duyên đó, dù giàu dù nghèo gì em cũng mãi mãi yêu anh đó nha. Em hứa mà. Hai đứa yêu nhau cho mãi mãi đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Có ai ơn xin người ca suốt đời, sâu nghèo ta vẫn chung đừng có phụ tình nhau. Có ai ơn xin người ca suốt đời, sâu nghèo ta vẫn chung đôi miễn đừng có phụ tình nhau. Thằng ơi, anh hứa với em, nếu sau này mà có giàu nghèo đi chăng nữa thì anh sẽ trọn đời trọn kiếp này chỉ yêu một mình em thôi. À. Thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến một mối tình quê phải nói rất đẹp và rất lãng mạn và dễ thương qua phần trình diễn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cùng với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Thật sự là đêm nay đối với cá nhân Thúy Miêu và Quý Bình là hai người ngoại đạo đối với cải lương, nhưng mà đầu xuất diễn vẫn hồi hộp cái cảm giác được đứng trên cái thánh đường sân khấu của nghệ thuật cải lương. Và bản thân chúng tôi cũng có những cái bước đồng hành khi này khi kia hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ, vì đối với cá nhân Thúy Miêu, mọi bộ môn văn nghệ tại miền Nam nó giống như là cái địa thế của đất miền Nam mình. Quý vị biết không, với đường sông và đường kinh rạch mang đến mùa màng, mang đến nền nông nghiệp và biến cho miền Nam trở thành thủ phủ kinh tế của cả nước và thủ phủ văn nghệ giải trí nữa, thì cái nền văn nghệ này cũng vậy, nó phải uyển chuyển, nó phải linh hoạt, từ gánh hát ghe bầu sân đình cũng ca được, cái bãi ruộng trống cũng ca được, cái bàn nhậu nhà người ta cũng ca, cũng diễn được. Và có như thế thì mới là văn nghệ miền Nam. Và có những lúc nó cũng có thiên tai lũ lụt, và cũng có những lúc nó trôi lặng lờ, nhưng chỉ có như thế nó mới có thể một ngày đổ ra biển lớn. À, Thúy Miêu nè, nếu mà nói về sông ngòi, nói về ẩm thực, nói về nghệ thuật của miền Nam á, thì phải để Bình nói cho người miền Nam. Bình nói hết cái show đi. Rồi ông ấy, ông đóng mấy cái vai phim truyền hình, ông leo lên trên ghe, ông sống ở trên ghe, xong rồi ông uống nước ghe, rồi xong rồi ông ấy là ông rành về sông ngòi rồi. Ông là người miền Nam, ông chỉ có cái tư cách nói về sông ngòi thôi. Không phải, cái này là tôi muốn chia sẻ một chút xíu, cũng giống như là cái bản chất của miền sông nước quê tôi vậy đó. À, nó có những cái phận đời cơ cực, và nó có cả những cái cơn bão lũ thiên tai mỗi năm vẫn kéo đến đều đặn như vậy. Nhưng mà người miền Nam quê tôi ngộ lắm nghe, là họ sống với bão lũ, họ sống với thiên tai một cách rất là bình thản, và họ bước qua nó một cách rất là bình thản. Và tôi bảo đảm với bồ là không có cái điều gì có thể ngăn cản họ có thể thưởng thức một bài tân cổ giao duyên mà một lúc nào đó mình nghe trong cái buổi trưa hè nó vẳng lên từ trong sớm, để rồi mình nhắm mắt lại mình tận hưởng, và mình cảm giác như là mình đang bị thôi miên tâm hồn và đưa mình lên một chiếc xuồng để mà xuôi dòng theo ba miền đất nước.
chị có người Nam Bộ rồi mới biết thế nào là sông ngòi. Gì vậy, sao tự nhiên chuyển nhanh vậy? Chị người Nam Bộ là tôi người miền Trung nè. Miền Trung là cũng có lụt lụt nè, cũng có sông Hương nè. Rồi tôi cũng biết ca vòng cổ. Ca thử coi. Tôi ngu gì tôi ca thử. Mới nói cái ca vọng cổ mày biết ca thử không dám thôi quý vị. Cái đó mới là cái hay của vọng cổ. Và nếu mà quý vị để ý thì khi Miêu và Bình nói rằng là len lỏi qua kênh rạch sông ngòi thì nó phải có khả năng con thuyền vọng cổ phải cập bến được, dẫu là vạn trài duyên hải hay ở bến bờ sông Hương. Và đó chính là cái thủ pháp để cho vọng cổ trở thành tài sản quốc gia chứ không của chỉ riêng vùng miền nào. Thì tôi có nói gì, tôi có phân biệt đâu, tôi có tranh giành gì với Miêu về cái chuyện mà vọng cổ thuộc về miền nào đâu. Tôi chỉ muốn nói là cái nơi mà nó xuất xứ thực sự là nó đã thấm đẫm trong huyết quản, trong máu của người dân quê tôi vậy đó thôi. Cho nên là tôi muốn mời một người của quê hương miền Trung ha, cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục, lại là một tiết mục tân cổ giao duyên. Chồng ơi em đẻ, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sông lành đó vắng neo chờ anh xếp xong đóng đồ rồi vợ ơi. À, xếp xong bên nợ, xếp bên đi. Sao nhiều vậy? Chứ con hàng bần nhiều, em phải giặt nhiều, chứ thì anh xếp. Rồi, được rồi, chụp ra anh xếp, đừng cho anh xếp. Vợ ơi, vợ. Chị. Vợ nghe anh nói nè. Nói chi? Anh đi làm 2 tháng rồi anh mới về thăm vợ. Vợ, vợ cho anh tình cảm chút xíu nha. Tình cảm, gì chết. Cho anh hung cái. Gì? Cái gì mà gì mới đâu mà cỡ mất. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có dịp tình tứ nhau mà. Cho anh hung cái nữa. Dừng lại. Đợi em. Cho em nhìn. Tình chi mô mà tình. Anh nhìn nè. Chi? Tình chi mà tình hì. Trời ơi, quên nữa chứ. Trời, cục vàng của cha đi làm mà cha quên con nữa chứ. Trời ơi, hung cái cây. À, vợ có bầu mấy tháng bụng bự gì vợ? Rửa mà nói thương, rửa mà nói yêu, rửa mà nói nhớ. Vợ có bầu bao nhiêu cũng chẳng nhớ. Sao không nhớ? Trời ơi, thử vợ thôi nhá. Nè, chồng đi làm xa 2 tháng mới về thăm vợ một lần. Mà chồng về 4 lần rồi, để coi. 4 lần, mặn lần 2 tháng. À, vậy là vợ có bầu 8 tháng đúng không? 8 tháng đâu mà 8 tháng. 2 tháng mới về một lần, 2 tháng về một lần chưa là 4 đứa. Hẳn đứa thứ 5. Em đã 9 tháng, em sắp đè đến nơi rồi.
9 tháng rồi hả? Vợ ơi, vậy để chồng xin với ông chủ á, ở nhà lo cho vợ, chừng nào mà vợ đẻ xong rồi chồng mới đi làm nữa, chịu không? Đẻ chí mà đẻ hoài rứa. Đẻ mà đẻ hoài, trời đất ơi. Ông bà xưa tình ta thường có câu á, đặng hào không đặng hào của thì đặng hào con. Trời xanh voi xanh cỏ mà, đẻ nhiều đông vui chứ có sao đâu ạ. Đông vui đâu mà chẳng thấy. Chồng có biết không, đời của em bây chừ xuân sắc đã phai tàn. Anh không biết chi nữa. Phụ nữ khi mà không có chồng ở kề bên, người ta buồn, người ta nhớ. Biết biết, em làm với con mình em buồn, em nhớ anh, anh cũng nhớ em vậy. Trời ơi, vợ biết không, mỗi lần anh đi làm xa, tối đi làm, trời đợi ngủ con mình em biết không? Tối khuya mà trời đất ơi, nghe mà dế nó kêu không? Cú rú cú, cú rú cú, cú cú rú cú. Ôi nhau dễ kêu chỉ mà loà rửa. Lúc đó bấn loạn tâm thần rồi lo nhớ vợ nhớ con, đâu nhớ dế kêu sao? Kệ cha nó mới kêu sao, nó kêu đi. Mà trời ơi, vợ biết không? Mỗi lần mà nhớ vợ đó, anh nhớ nhất là gì lúc nào biết không? Lúc nào? Lúc mà hai vợ chồng mình chui vô mùng ngủ á. Trời ơi, hạnh phúc gì đâu, nó vui mà nó đã gì đâu á, trời ơi. Cái ảnh đi, nhưng mà nhớ mần răng đi. Nhớ vợ chứ nhớ mần răng gì, tao nói thiệt mà, vợ không biết đêm buồn nhớ vợ lắm á. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, khoản mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn. Ờ hai vợ ha. Chưa với nỗi nhớ ở hai đầu, nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở hai đầu, nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn ở hai đầu, nỗi nhớ nghĩa tình đậm. Trời 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 trời, tôi thấy cái miệng, nhìn cái miệng à ơ trời ơi, tôi muốn cắn cái mà trời. Cũng tại cái miệng này nè, mà hồi lúc đó rồi, hồi đó tôi bán bánh tráng trộn ở dưới cầu Tràng Tiền á, tôi dòm lên cầu tôi thấy bà đứng ngay cầu Tràng Tiền mà à ơ. Trời ơi, tôi nhìn cái miệng bà ơi. Mà đồng mô, các em đòi bọn hắn đòi ăn cơm nè. Chết. Mà nè, các con hàng đói, em phải vào cho con hàng ăn. Khoan, mấy đứa nhỏ nó đói một chút nó đâu có chết. Nói như rửa mà nói được thì. Nói không được sao nói. Chồng ơi là chồng, em từng tạo nuôi con, em cực khổ lắm biết không? Anh biết chứ sao không biết, biết vợ cực mà. Anh biết, biết thì nghe em nói nè. Tiền kia người ta còn tú sữa. Tại người ta có tiền. Sông nước đỏ, thi thoảng người ta phải vớt bèo lên. Tại người ta rảnh. Núi mưa cao, mưa gió cùng mòn. Tại nó gặp bão. Rửa thì còn chỉ là xuân à. Thời vợ giờ nói gì khi mời yêu nhau rằng anh hứa bao điều chưa biết chưa như gì là khổ để
anh cũng thương em nhất giá đêm ngày. Vậy nói với em, anh bằng lòng kế hoạch xong nữa đi, mình ngừng lại nghe anh. Ý không được anh nha, tại anh muốn nhà mình rộn rã tiếng cười vui, nhìn thấy đàn con quang lãnh giữa lòng thoải dài. Nói như gì, ai nói mà nọ đứa. Chị thương cho bọn hẳn, không tiền thì mừng rắn. Ừ, anh đã nói rồi. Anh nói cho em nghe hồi lúc mà anh nhớ em mới vừa yêu nhau, em có bầu lần thứ nhất em nói với anh, trời đất ơi em, anh ơi, có bầu lần sao mình nuôi nó nổi. Ở cuối cùng đó, em cũng đẻ ra con... Anh ấy còn cho nhiêu? 4 đứa, biết chứ 5 đứa chả nhớ tên của đứa nào cả. Sao vậy? Trời ơi, 4-5 đứa như vậy. Rồi là em đẻ ra thứ hai em, anh cũng nuôi được. Rồi đến thứ ba, thứ tư, và đến thứ năm. Trời, xanh gió, xanh cỏ mà em. Cỏ chi mà cỏ hoài rứa. Cỏ hoài gì? Mà ơi, mà đừng mua, răng mà không vô. Các em khóc đời cha với mà nè. Anh lo mà anh dài quyết đi. Em đừng có lo gì hết trơn á, con mình đẻ là mình dạy được, để đó anh lo. Đại đội Hồng Minh tập hợp, một đường thẳng bước. Ủa sao có ba đứa vậy? Bọn hắn không chịu ra. Sao không ra? Đôi quá đi không nổi. Trời ơi, đói quá đi không nổi rồi. Thì đói quá đi sao nổi. Các con nè, bây giờ cha nè có điều chi muốn nói với cha thì nói đi. Tụi con muốn gì nói với cha nghe coi. Hả? Tụi con muốn gì? Răng cha con như rửa, rửa mà có khi tôi nghe được chữ nào tôi chết liền. Cái anh đi. Dứt. Nghe được chết liền. Trời ơi. Điều quả. Về chỗ. Tí. Dạ. Dứt. Dạ. Chị nói cha hứa lèo. À. Nói mà không làm theo. Nói giống như con mèo mèo. Trời, nó nhắc ma tôi nữa kìa. Ủa mà cha hứa gì vậy? Cha hứa của con gì vậy? Hả? Cha hứa là con muốn mua áo mới, hắn muốn được đi chơi, thằng Nhi thiếu tiền trường, con đi dẹp không quần. Cha thấy tờ ra răng, đến bao giờ cha mua. Nhà này chứ mà sang, nghèo mà sang à. Mướn sông dịch viên không? Cái anh đi. Tí. Dạ. Dứt. Dạ, chị nói cha hứa mua áo mới cho chị, hứa mua dép mới cho con, à, hứa đóng tiền học cho em Út, giờ không có gì hết ráo là... Trời ơi, cha biết rồi, tại vì cha chưa có lãnh lương rồi, cha chưa có mua. Chừng nào cha lãnh lương cha mua hết cho tụi con, chịu không? Gì nữa đây? Còn đây nè, tiền học, tiền điện, tiền nước, giấy người ta đưa, cha với mẹ lo đi hỉ. Nó nói gì vậy? Thì con hẳn nói đấy là tiền học, tiền trường, đóng tiền điện, tiền nước. Vậy đi, anh lo đi. Ba chị chuyện nhỏ. Cha hứa khi nào mà cha lãnh lương cha mua hết, cha mua áo mới, áo dài mới, đóng tiền cho Út luôn, chịu không? Cha hứa là phải giữ lời nha. Cha mà nói giống như con meo meo. Biết rồi, trời ơi, hăm dọa cái hoài à. Tôi mua cho. Còn bây giờ đi vô. Yes. Vui vậy trời, vui luôn. Em thấy em con đông vui ghê ông trời đất ơi. Chúc kìa, vui thiệt là vui. Cái anh đi, em nói thiệt, có con nhiều thì em cũng vui.
Nhưng mà khổ như rí thì tội cho bọn hắn. Mình nghèo quá, không lo nổi cho bọn hắn. Tại em nói vậy thôi, anh nói cho em nghe nè. Ông trời cũng đã nói rồi, trời xanh voi xanh cỏ mà. Cỏ chí mà cỏ hoài rửa. Chứ anh không thấy em bây giờ nhan sắc của em đang phai tàn, anh không thấy sao nè. Em nói sao vậy chứ tàn đâu, tàn là anh nói em nghe nè. Tàn đâu mà tàn, em xin dân. Năm tay bồng tay bê chèo chống mỏi mê đò xuôi ngược trên dòng. Vợ ơi nên anh ráng chăm lo cho đáng mặt làm chồng, không để cho mình già cả con chịu khổ dù tháng năm. Anh vất vả ngược xuôi. Em hiểu, em thương chồng khó nhọc quanh năm. Nào có ảo gạo tiền, em chưa bao giờ than thở. Vì thương mình nên anh sẽ quyết tâm đưa này đưa thôi mình ngân đẻ là câu này là trời ơi, bà con cô bác ở đây là ai dòm như vợ chồng mình cũng khen hết trơn trời. Trai nam mà lấy gái quế đẻ ra nguyên một bài con nam quế lộn xộn xì ngầu. Nè nè nè, mà mày mốt không có được. À ơi mày đâu đây hả? Em đẹp. Chết rồi, tôi con ơi, mau đem chiếc bẹt xe đi đưa về bẹt con đi đẻ nè, lên. Hít thở nhẹ nhẹ. Đỡ mẹ con lên, lại lên. Từ. Hả? Sao có sao? Em đè, chồng ơi em đè. Trời ơi, bà đẻ tôi luôn rồi. Đỡ mẹ lên. Đẩy. Phụ ra. Đó, thấy gì chưa? Trời ơi, đâu rồi. Bà đẻ, Thủy bà đẻ quá trời, đẻ trong kia kìa. Thấy chị người ta, nhà người ta chứ mai mốt đừng học theo vậy nha. Học theo cái gì? Đó. Trời, mà tôi phải nói là cái gia đình này nó vui thiệt là vui luôn đó. Người Nam, người Huế. Ê, mà... Thấy không?
thấy giọng Huế hát ca cổ nghe nó đã dễ thì sợ, nó bẩn ngọt, nó bẩn mùi mẫn và nó bẩn duyên dáng, phải không quý vị? Người miền Trung tối, người miền Trung rồi không có sống hướng, nó không biết cá vòng cổ. Ai nói vậy hồi nào ở đâu, nhưng mà nói thiệt nha, đó tới bây giờ là mới thấy là dạ em ngồi đây được không anh chị, ngồi đây cho gần nói chuyện với nhau. Dạ đó thì tới sau tiết mục vừa rồi mình mới thấy đến bây giờ là cải lương hay là tân cổ giao duyên nó không còn cái ranh giới vùng miền nữa rồi. Và thêm một cái nữa đây á, là một số người mà không quen nghe cải lương, người ta vẫn hỏi mình là ủa tại sao mà cải lương nó vẫn có hài, nó vẫn có những cái pha hài, vẫn có tiếng cười trong đó, mà tại sao lúc nào cũng nó cũng phải có một cái âm sắc buồn. Quý vị nghĩ đi, đất đàng trong mình hơn 300 năm hình thành thủ phủ từ khu vực Sài Gòn, Gia Định. Có tuổi đời thì không có nhiều hết, nhưng mà cái mảnh đất này trầm luân nhiều, chinh biến nhiều. Rồi những cái người đầu tiên đến đây khẩn hoang, những người Việt đầu tiên á, phải rứt bỏ cội rễ quê hương. Do đó mà người ta mang đi cái tâm tình buồn, mẹ phải xa con, vợ phải xa chồng. Rồi đến cái sự phân chia của xã hội mới có những vợ tuồng tâm lý, mà những cặp đôi không đến được với nhau. Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt, đời cô lụ, tất cả những nỗi buồn đó, nếu ai mà không thương, không hiểu cho dân miền Nam sẽ nói sao mà nó sến, sao mà nó ủy mị. Nhưng có rơi nước mắt thì cái người miền Nam mới biết là khóc vay cho thân phận của một ai đó khác trong một cái tuồng kịch bản, mới hình thành cái lòng trắc ẩn và hào hiệp của người miền Nam. Mặc dù là nó buồn, nó đẫm nước mắt đó, nhưng mà động lại nó là một cái sự chung thủy, một cái sự chung tình. Cái sự chung thủy, chung tình này cũng giống như là trải qua những cái thăng trầm, trải qua những cái bôn ba mà người ta vẫn quyết không bỏ nhau, người ta vẫn quyết trở về với nhau. Cũng giống như Bình Ví, nó giống như một cái sự chung tình của người nghệ sĩ đối với thánh đường sân khấu vậy. Thì nó cũng giống như cái sự chung tình của một MC tài tử đắc show vô cùng mà vẫn thương để quay trở về cái sân khấu này tái ngộ cùng Thúy Miêu. Cảm ơn quý Bình rất nhiều. Thưa quý vị, là cũng một chặng đường rất dài, chúng tôi không còn được dẫn chương trình cùng với nhau, nhưng nghệ sĩ luôn có một người bạn dẫn để làm nên cặp song kiếm hợp bích. Quý Bình là cặp bạn dẫn song kiếm hợp bích của tôi, và trên sân khấu Thánh Đường sẽ là một cuộc tái hợp của một mối tình nghệ thuật nữa. Và ngày hôm nay, ngay giờ phút này đây trên sân khấu này, sẽ là một đôi tình nhân trên sân khấu mà chúng ta hằng yêu mến. Và đêm nay họ là ai, và họ sẽ làm gì để tìm về với nhau? Xin mời quý vị cùng theo dõi.